Chào mừng các bạn đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Mến chúc toàn thể nhà nông sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Bản tin giá cà phê kính chúc toàn thể nhà nông có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Trở lại giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023 như sau. Giá cà phê sau nhiều ngày giảm giá, hôm nay có bước tăng nhẹ, chặn đà giảm vài ngày qua, cụ thể giá trong nước tăng đồng loạt 300 đồng so với phiên trước đó. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 27 tháng 9 năm 2023 ở mức giá 66.300 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.700 đồng trên kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Di Linh, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 65.900 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Mơ Ga giá cà phê hiện ở mức 66.500 đồng trên kg. Còn tại huyện Ea Hơ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.500 đồng trên kg. Như vậy thị trường cà phê trong nước ghi nhận tăng 300 đồng trên kg so với cùng thời điểm hôm qua. Trên đây là bảng giá ngày 27 tháng 9 năm 2023. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.